Baby bus. Một ngày đi chơi mùa xuân của Kiki và Miu Miu. Trong chuyến đi mùa xuân của mình, các con thích làm gì? Có một chuyến dã ngoại. Bắt bướm. Dựng lều. Có rất nhiều thứ bạn muốn chơi. Chúng ta đã gần hoàn thành rồi. Hãy nhớ, cẩn thận khi bạn đang chơi. Chuyến đi mùa xuân đã bắt đầu. Có. Bắt bướm. Đã đến lúc đuổi theo bướm. Hãy chọn một con thật đẹp. Tôi muốn con bướm này. Ê, lưới bị rách. Tôi đã bắt được nó. Tôi muốn con bướm này. Nó bay rất nhanh. À, con bướm bay đi mất rồi. Không phải con bướm này. Không phải con bướm này. Nó bay rất nhanh. Ê, lưới bị rách. Không phải con bướm này. Không phải con bướm này. Cảm ơn. Tôi thích con bướm này. Nó bay rất nhanh. Cảm ơn. Tôi muốn con bướm này. À, con bướm bay đi mất rồi. Không phải con bướm này. Không phải con bướm này. Không phải con bướm này. Ê, lưới bị. Ê, lưới bị rách. À, con bướm đã phát ra một lớp phấn hoa. Hãy nhanh chóng lau nó đi. Con này. Tôi muốn con bướm này. Thật tuyệt. Chọn một ván trượt cỏ. Hãy trượt trên cỏ. Lấp để làm cho Kiki khi nhảy lên. Cẩn thận.
tìm dương kho báu. Các con ơi, hai chìa khóa dương kho báu đã bị mất trong rừng. Có ai có thể giúp mẹ tìm kiếm chúng không? Tuyệt! Đã đến lúc tìm chìa khóa. Đó là vịt mẹ. Chúng ta hãy đi và hỏi nàng ấy. Tôi nên làm gì? Con của tôi bị mất tích. Vịt mẹ, thím đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Một cơn bão đang đến. Nhanh lên nào, giúp tôi tìm kiếm vịt con. Vịt con! Vịt con rất nghịch ngợm. Tôi rất biết ơn bạn. Vịt con đừng chạy. Cảm ơn. Vịt con lại lẫn trốn. Hãy cẩn thận, có một con rắn. Tôi rất biết ơn bạn. Hãy cẩn thận, có một con rắn. Hãy cẩn thận, có một con rắn. Vịt con rất nghịch ngợm. Cảm ơn bạn. Có phải bạn đang tìm kiếm cái gì? Chúng tôi đang tìm kiếm chìa khóa cho dương kho báu. Ngài Mô, ngài đang làm gì? Có dương kho báu dưới lòng đất. Tôi đang đào kho báu. Hãy đào cùng với anh ta. Có rất nhiều kho báu dưới lòng đất. Giúp tôi đào nhanh nào. Điểm chói xa quá khó để đào đá. Quá xa, vì vậy bạn không thể đào ở đó. Quá xa. Các điểm chói sáng là vị trí của kho báu. Quá xa, vì vậy bạn không thể đào ở đó. Quá khó để đào đá. Quá xa. Các điểm chói sáng là vị trí của kho báu. Quá xa, quá khó để đào đá. Các điểm chói sáng là vị trí của kho báu. Các điểm chói sáng là vị trí của kho báu. Quá xa, vì vậy bạn không thể đào ở đó. Quá khó để đào.
đào đá. Quá khó để đào đá, quá khó để đào đá. Các điểm chói sáng là vị trí của kho báu. Quá khó để đào đá. Các điểm chói sáng là vị trí của kho báu.